chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay các bạn cùng với tôi trở lại cái đại lý vật liệu xây dựng review những chiếc xe công nông. Ngày hôm nay mời các bạn cùng với tôi đi theo chiếc xe công nông siêu khủng. Con này chở 2,5 khối các bạn nhá. Các bạn gặp lại ông già ngoài 70 tuổi chở vật liệu xây dựng. Để chào ông nhá. Quả ghế chất đi. Ghế đại nhất quậy mấy bút. Qua ông đã 70 tuổi các bạn nhé, còn rất khỏe. Đấy, chiếc xe này được gắn động cơ 26, động cơ chàng trai của Trung Quốc các bạn nhé. Đây, các bạn xem phụ trước à. Con này được trang bị lốp bao nhiêu đây? Trang bị cầu khá là to các bạn nhé. Con này cầu 3 tấn. Con này chở xa không hả ông? À, đây là bên thủy lực các bạn nhé. Các bạn nhìn quả gầm. Đây mời các bạn cùng với tôi vào chiêm ngưỡng cái buồng lái các bạn nhé. Các bạn có thể thấy cái buồng lái đây.
nhiều tuổi, phải nói là sức khỏe của ông rất là tốt luôn nhá. Xin lỗi phải không? Đây, quả trong này không? Hết hơi rồi. Đi cố là hỏng mất.
đã xem video nhé. Bây giờ là paddle ben vô cùng đẹp mắt của cụ ông chạy chiếc xe công nông 2,5 khối. Mình sẽ kết thúc video đây nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ cho những video mình. Rồi bây giờ chắc phải chạy lên khé rồi. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Thành phố quá trình mày video. Vâng, chào ông nhé.